Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ làm rượu nho, sẽ hướng dẫn cho quý vị cách làm rượu nho nhé. Đầu tiên là chúng ta phải có nho, nho đây là một anh Hà cho, anh Hà anh ấy trồng được ở nhà cho nên chúng ta thấy nó sẽ không thể nào nhìn nó đẹp như nho ở ngoài 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 siêu thị được, bởi vì nói chung là nho những nơi khác người ta trồng thì có thể người ta cách trồng người ta khác, hoặc là người ta dùng thuốc hoặc là như thế nào đấy không biết, nhưng tóm lại là nho nhà trồng thì thường là tự trồng thì thường là nhìn là nó không được đẹp, giống như kiểu mà một số loại dưa chuột hay rau cải mà chúng ta trồng tự nhiên thì nhìn nó cũng không đẹp. Nhưng mà quan trọng là nó sạch, không có thuốc sâu, không có hóa chất gì cả. Bây giờ sẽ bắt đầu làm, quý vị các bạn cùng xem nhé. Đây là cái thổ hơi to tí, đúng ra là cái này làm cái thổ này là hơi to bởi vì cái thổ này nó 3,5 lít, nó hơi to. Nhưng mà kệ nó, bởi vì không còn cái thổ nhỏ hơn nên đành phải làm cái thổ to này vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nhặt nho ra, bởi vì nho trồng tự nhiên cho nên là nó sẽ có một số quả nó bị hỏng, chúng ta phải nhặt, chúng ta bỏ bớt đi. Đây bây giờ lọc ra được có từng này thôi quý vị, vì nho nhà nên nó hỏng hết rất là nhiều, nó nứt rồi, có một số cái nó nứt rồi nó hỏng, mình không nên bỏ vào nó hỏng cái rượu của mình, cho nên là mình lấy được có từng này thôi. Bây giờ mình sẽ rửa bằng nước muối quý vị nhé. Rửa xong mình sẽ cho đường với nho vào. Đây bây giờ mình vừa mới rửa nho cùng với nước lạnh và muối rồi. Bây giờ mình rửa lại một lần nữa bằng nước sôi nguội với muối. Đó, xong đó là mình sẽ đổ ra cái giá này. Mình sẽ đổ ra cái giá. Mình sẽ đổ ra cái này cho nó ráo nước. Đấy, nhiều người bảo là đưa ra nắng cho nó khô nhưng mà không cần thiết phải đưa ra nắng, mà cái này mình chúng ta cứ bật cái quạt là nó khô thôi, không cần phải đưa ra nắng làm gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ cho đường phèn vào. Đây đường phèn đây quý vị, đường phèn này hạt nó to hơn cái đường kia. Chúng ta cho đường phèn làm sao mà nó đều, chúng ta nhìn thấy nó vừa phải nhé, những kiểu nó vừa giữa các cái hạt nho mới đường là được. Đó. Để mình kiểm tra bên dưới xem. Đấy, mình thấy trên khoảng cách giữa đường phèn, mà cái này cho thêm một tí cho nó ngọt là không sao, bởi vì nho hơi hơi bị xanh, có cả nho xanh ấy, cho mình cho một tí cho nó ngọt. Rồi, nhiều người bảo mà là một số cái video mình hướng dẫn làm thức ăn, nhiều người bảo phải đeo bao tay vào. Nhưng mình không đeo bao tay bởi vì nhiều cái bao tay nó làm có khi còn bẩn hơn mình làm. Cái tay mình rửa sạch bằng xà phòng rồi thì nó còn hơn cả cái bao tay nó sản xuất, mình chả biết nó sản xuất thế nào. Việt Nam mình nó sản xuất thức ăn cho người mà nó còn cho đồ thối nữa, là mấy cái đấy. Nó còn cho đồ thối cho người ăn nữa, là mấy cái đấy chả biết thế nào. Tại sao phải rắc đường đường phèn như này? Bởi vì rắc như này để chúng ta biết tỷ lệ. Đấy, vì lúc nãy đáng lẽ 1 cân thì chúng ta làm 3 4 lạng đường được, nhưng mà bởi vì nó bị hỏng hết ấy, cho nên còn lại ít, cho nên mình không biết là còn lại bao nhiêu cả. Bóp này thì nó cũng chả có gì khó cả, nói chung là chúng ta bóp này nó cũng chả có gì khó. Trong cái thẩu này thì bỏ vào tay vào nó hơi hơi khó này. Lúc bỏ trong thẩu mà mình lúc nãy định làm cái thẩu to, nhưng mà bởi vì cái thổ to thì nó không cái lượng nho ít á, mà mình làm cái thổ to kia thì nó sẽ bị hơi nhiều quá và nó sẽ bị hỏng rượu, nó không thành rượu được. Khi mà oxy nhiều thì nó sẽ bị hỏng, nó sẽ bị mốc, nó không thành rượu được, cho nên buộc chúng ta phải làm cái bình nhỏ nhỏ. Cái này đúng ra mà nói thì gọi tên cho nó đúng là phải gọi là siro nho, nhiều người chứ không phải rượu nho. Việt Nam mình gọi cho nó vui vậy, chứ chúng ta thấy rượu nho ở nước ngoài người ta sản xuất rất là lớn và người ta ủ hàng bao nhiêu năm trời, chứ đâu phải mình ủ 15 20 ngày mình dùng cái này đâu. Này thì gọi cho vui vậy thôi chứ nó không 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 có đúng. Đây mình cho vào đây để mình bóp cho nó dễ, cho xuống dưới này đi. Đấy. Trong này bóp cho nó dễ, vì khi mình cho trong này mình bóp thì nó sẽ không bị bắn tung tóe.
Cái này người ta có thể không cần bóp được, nhưng mà thường chúng ta thấy ở nước ngoài khi mà người ta sản xuất thì người ta cũng cho máy nghiền hết này. Đấy, và người ta cho vào lên men. Lên men xong rồi người ta lại ép ra, người ta lấy nước. Đó, người ta mới đưa ra thùng gỗ. Người ta ủ tiếp trong bao nhiêu năm sau để ra những cái loại rượu khác nhau. Việt Nam ta thì cũng có nhiều nơi sản xuất rượu vang rồi ấy, nhưng mà nó chưa có tiếng tăm trên thế giới. Ví dụ như vang Đà Lạt hay là vang Ninh Thuận các thứ thì bán rất là nhiều. Đấy, còn vì người Việt Nam ta là ăn uống cái hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam quá kém ấy. Cho nên là để khẳng định được với những vị khách khó tính trên thế giới thì chắc cũng còn mất rất nhiều năm tháng nữa. Do cái khâu sản xuất của chúng ta thực sự mà nói là không được thuyết phục người nước ngoài cho lắm. Cho nên là chắc là chúng ta cũng phải chấp nhận một thời gian nữa thì mới có thể rượu vang của Việt Nam mới có thể có được tiếng. Nó còn nhiều vấn đề về vừa chất lượng rồi về sản xuất, nó phải sạch, phải an toàn. Đó, nhưng Việt Nam chúng ta thì cái sản xuất còn rất là những cái thứ khác nha. Nho thì tôi không biết, bởi vì tôi cũng chưa có thời gian để đến các cái vùng trồng nho mà nghiên cứu kỹ, mặc dù tôi đã vào Ninh Thuận và đã quay một số cái video vườn nho ở Ninh Thuận cho quý vị các bạn xem. Tuy nhiên mình chỉ đến để đi, nhưng mình không có thời gian ở đấy, cho nên mình không biết được là họ sản xuất có an toàn hay không. Mình cũng không thể khẳng định được là an toàn hay là không an toàn. Vì nếu mình nói an toàn mà nó không an toàn thì nó không hay. Mà nếu mình nói không an toàn nhưng thực ra họ sản xuất rất là cẩn thận, rất an toàn rồi, thì như vậy là mình làm hại người dân thì cũng không nên. Đấy. Và tóm lại là nho thì phải được sản xuất cho nó an toàn. Cái này vì bóp nó hơi mất thời gian nên là trong quá trình bóp đành phải nói chuyện với quý vị các bạn một tí như thế. Còn nếu có gì chưa hiểu thì chúng ta cứ comment bình luận ở phía dưới để chúng tôi tiếp tục trả lời cho quý vị. Tôi thì hay làm các cái rượu linh tinh cho vui. Nói chung là trước đây cũng hay làm, hay nuôi, trồng trọt chăn nuôi rồi làm linh tinh cho nó vui. Cái gì sạch an toàn thì ta làm. Như vậy là rượu vang nho hay còn gọi là siro nho đã được làm xong. Nếu mà không bóp thì chắc nó cũng được cao cao trên này. Nhưng mà vì mình bóp cho nên là nó tụt trong đây. Kệ nó. Bây giờ cái công đoạn cuối cùng để kết thúc thì chúng ta bỏ cái màng bọc thực phẩm vào. Chúng ta đậy cái nắp này vào xong rồi chúng ta sẽ bịt cái màng bọc còn lại. Quý vị các bạn có hiểu không nhỉ? Bởi vì do bị hết màng bọc cho nên là nhân viên đang đi mua nên là ngay là chúng ta bỏ cái màng bọc vào nha, chúng ta khoan đã dán lại và chúng ta ấn cái nắp nó xuống xong rồi chúng ta mới dán lại nhá. Thì như thế thì nó sẽ giữ được kín cái hơi này. Chứ nếu mà chúng ta dán cái màng bọc xong chúng ta lại đậy cái nắp và ấn cái nắp vào thì nó lại rách cái màng bọc ra, nó sẽ không tốt. Thứ hai nữa, cái chỗ mà bao tay lúc nãy như tôi đã nói thì chúng ta dùng bao tay cũng là một trong những tác nhân để gây nên ô nhiễm môi trường không tốt. Nói tóm lại là khi chế biến thức ăn, tay chân chúng ta sạch sẽ, rửa xà phòng sạch sẽ đi rồi chúng ta chế biến thế thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta làm theo kiểu kia thì nó cũng chưa chắc đã là sạch đâu, bởi vì họ sản xuất chả biết thế nào. Nếu cần hỏi gì thêm thì quý vị các bạn cứ comment bình luận ở phía dưới. Sau khi kết thúc cái video này thì tôi sẽ tìm một cái chỗ, một cái góc nhà mà nó sạch sẽ và nó mát để mình đặt. Chứ mình không đặt cái nơi mà ánh nắng chiếu trực tiếp vào, cũng như mình không đặt những cái nơi mà nó ẩm thấp, bẩn thỉu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm chuông để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy like và chia sẻ video để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.